Thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày 26 tháng 10 năm 2023, miền Bắc gia tăng nắng nhưng khả năng sắp có một đợt không khí lạnh. Miền Trung giảm mưa rõ rệt, Tây Nguyên Nam Bộ cục bộ mưa to và chiều tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết khu vực Bắc Bộ chủ đạo là nắng, đêm mưa vài nơi. Mức nhiệt khu vực này có xu hướng tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua, cao nhất 32 độ. Ban đêm giảm đến 8 đến 9 độ, ở mức 22 đến 24 độ trời mát. Riêng thời tiết thủ đô Hà Nội cũng nhiều nắng, mức nhiệt tăng nhẹ cả ngày và đêm. Đáng chú ý, khoảng từ đêm mai 27 tháng 10, khả năng một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống nước ta và gây ra mưa rông trên diện rộng cho khu vực miền Bắc. Tại thủ đô Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có mưa vừa, mưa to.